đi qua thăm cô Nguyễn Thị Chích. Đó, hôm nay còn đi làm sẽ cập nhật tình hình của dì Chức, thì dì Chức hồi sáng lỡ không biết mua nhầm cái chai sữa mà có đường, sữa Ensure mà có đường, dì Chức không biết, dì Chức cũng nghĩ là cái sữa đó cũng như mấy chai nước ngọt đó dì Chức uống. Đúng rồi. Nên hôm nay chai sữa đó nói chung chắc là đường nó đậm đặc hay nhiều quá trong đó, nên nay hành dì Chức nguyên một ngày cái giờ vẫn còn sốt nóng lạnh ít nhất hai bên ba sườn. Đó được biết chưa Chức? Gì? Có đo đường chưa? Ủa gì chứ cái giờ vẫn chưa biết đo đường hả? Không. Có Lâm biết đo không? Không, ừ, cũng biết đo. Ủa bé biết đo không chứ? Ủa sao mày... Còn cái gì cái bị cái đá số thường cái đo. Sợ đau. Bấm vô móng tay sợ đau. Không. Ghê. Đừng bán giấy số nữa. Và bán giấy giò đi chứ. Ừ, bán giấy giò ngồi chỗ. Ừ. Khùng rồi. Giờ nhận không? Không. Khùng hả? Đó, nói chung nói giỡn thì Chức vui đấy, Chức đỡ chứ giờ thì Chức nóng, Chức nói là bị sốt với đau hai bên, đau hai bên gì Chức? Hai bên bả vai đúng không? Thì Chức biết sao không? Hồi sáng như Chức vô chùa Chức la đó, bị quở đó. Thế à, đúng không? Ừ, nốt vô chùa đừng có la. Nói đi, niệm trong trong đầu mình đi. Nam Mô Di Đà Phật đó, nói chung gì Chức mệt quá thì cứ niệm đi, nói chung là nói chung đầu óc nó sẽ nó nhẹ hơn, mình niệm trong tâm thôi. Nói con lỡ có làm gây rối tới các vị, con xin sám hối. Đó, con xin trí huệ của các vị tha thứ cho con không có biết. Cho con khỏi đau nhất. Rồi dĩ số gì Chức đâu rồi gì Chức? Trả hết rồi gì Chức? À, nãy gì Chức kêu gì mua cháu Chức đi trả đúng không? Ừ. Nãy tưởng qua đây gì Chức còn để qua đây online phụ gì bán cái gì Chức? Không biết gì Chức té, từ sáng té có sao không? Năm dài té sao chạy nhẫn đâu, thở ra cho coi Chức. Thở luôn đi. Chạy luôn. Gì? Năm dài luôn. Gì trời? Năm trên chiếc sao gì đông cưới chứ. Đau không? Đập đầu Chức sao Chức té và bị chóng mặt hay sao? Mặt ngửa. Ý là đạp ngửa. Đó chạy Chức nhẫn này, bữa nay Chức lần đầu tiên dám tháo nhẫn cho mọi người coi nha. Tháo nhẫn cho Lâm luôn. Nhẫn này mua ở chợ Kim Biên nè mọi người. Nhẫn này trị giá nhiều chứ? 30 mấy. 30 mấy hả? Giờ bán lại con 1 triệu đồng. Triệu vui vẻ nè, tặng 2 cục kẹo. Sikula. Với một bản nhạc chơi Chức. Du Dương. Bản nhạc kèn tay. Đeo vô đi Chức. Đó, hôm nay Chức rất là mệt nha. Thì Chức còn gì Chức nghĩ có nên nhập viện không? Chưa biết. Mai đi chuyển nước biển đi. Không, nếu mà tối nay Chức cảm thấy không ổn thì báo gia đình đi chứ đừng có cố gắng. Ừ. Tại vì bệnh không có giỡn được đâu. Đúng rồi. Cái lúc mà gì Chức nặng là không có trở tay được đâu đó. Ủa Chức, sao bệnh gì Chức không tháo răng đi, đeo răng chi vậy? Thôi. Đấy là muốn bệnh cũng là đẹp luôn. Ờ, bệnh cũng phải đẹp không? Qua hầu đại dương mà. Tới trong chuyện này chứ. Bà kiếm Chức mỏi kìa. Đầm ban hết chưa? Mày biết rồi. Chức, bà kiếm Chức kìa. Kiếm kì. Kiếm Chức hỏi thăm Chức. Ừ, nói chung là chiều thấy Chức té nên Khoa qua hỏi thăm. Và nó để Khoa vô đọc kinh cầu an cho Chức. Chiều hơn là có cái cô gì nói, nếu mà cái cô đó không thấy là coi như Chức nằm ở trong cũng cả gần nửa tiếng 20 phút luôn á. Ừ. Không ai biết luôn á, tại đây ngồi đâu có ai biết. Ừ, đâu Chức đi vệ sinh Chức nằm ngủ trong đó luôn. Ừ. Sao rồi chiều té gì sợ gì Chức? Vậy Chức có còn dám uống sữa em chua có đường không? Không, ngày sữa không có đường. Đổi rồi nè, sau này Chức uống cái gì cũng phải nhớ nha, uống cái gì phải coi nha, chứ phải vả cái đâu uống đó. Uống vô nó ra vậy thấy mệt không? Cái này không làm được gì đâu. Con thấy các hại chưa? Các hại của đường đó gì Chức? À. Hôm nay tình hình gì Chức càng ngày càng đi xuống bậc thang nha. Ăn uống là phải kiên cử, không phải đụng gì ăn đó. Mình phải ở lại để bán vé số nữa chứ, mình đi sớm vậy. Đúng rồi, còn ở lại chơi con nữa này Chức. À. Chứ còn gả cháu cho bà nữa kìa. Ngày đám cưới. Chịu gả không Chức? Chịu không? Sao khúc này lúc ở cái quán chịu gã lắm mà sao về ở nhà không chịu gì trời? Mệt. Gì? Mệt. Mệt hả? Nãy cái mặt gì Chất đỏ mà vô đây thấy gì Chất đỡ luôn nè, nãy lúc... Nãy nếu nhậu ai vậy?
Trời bệnh mà còn nhớ chồng nữa trời. Uống nhậu à, vậy đúng chó lại ông cỡ tiền chi vô nước biển cũng mạng. Đó, cái giờ bệnh mà vẫn nhớ chồng, cũng coi tình hình. Nhậu chung anh Hưng với mấy người cũ không có anh Dân, anh Hưng, rồi dì Sơn, dì Cầm. Cũng như mấy người cũ đâu có ai mới đâu. Nãy chắc là anh gà có kêu chất ga đó, mà anh dì chất nó mệt không có ga được. Ra không được luôn chứ. Ghê trời. Uống một chai thôi mà ra vậy luôn á. Mà chứ nghĩ mai có bán nổi không? Mai bán không nổi hả? Nghỉ mấy tháng được này. Tháng. Một tháng hả? Ừ, nghỉ qua Tết đi, coi như nghỉ Tết sớm đi chứ. Tết sớm đi qua Tết bán lại nè. Ừ. Cười chứ, nghe nó nghỉ Tết là mừng lắm, giống như mấy người làm công nhân vậy như. Ừ. Công ty xí nghiệp nghe nó nghỉ Tết mừng cười liền. Có người cho chức nè. Cho cái gì? Cho hai tờ giấy số. Trời, hai tờ lấy chi vậy má? Trời, thấy có người cho là mắc mỏi co. Ừ, xe liền. Chỉ cần có chữ cho mà khem chữ tiền là ai vậy? Thôi biến đi. Giờ người ta cho 2 tỷ chứ có lấy không? Trời. 2 tỷ mà đưa trong tỷ số đi. Còn cái phần may mắn là không may mắn là vô gì chứ. Hay chui. Ừ. Phải may được 100 ngàn. Phải may chứ là nhìn nhau cười, nhìn tỷ số mà cười thôi. Kìa chất uống nước biển không? Dạo này người ta không vô nước biển nữa, ta uống không à? Uống nó khỏe hơn. Hôm bữa đi Long Hải quên lấy bình nước biển về hứng thùng vậy chứ. Trời. Mỗi lần mà có gì á, lấy thùng nước biển nó bơm vô là ok ha chứ. Được không? Được không? Nói chứ bệnh bệnh chứ vẫn nợ nụ cười trên mặt nha. Chúc thấy con với thằng qua vui không? Hết bệnh chưa? Đứng lên nhảy bài đi. Ôi mệt quá. Tơi giò tơi cẳng quá nè. Mình đứng lên đứng xuống nhiều khi nó lưu thông máu nó hết bệnh sao? Đó gì chứ phải cẩn thận ăn uống lại đi. Vì chứ thấy chú cùng chùa ông 57 tuổi mà bị cưa hai giò đó. Đúng rồi. Đâu bị tiểu đường đó. Những cái lá thư gửi cho chức đó mà chức không thấy hả? Ừ, những người đi trước đó. Hay là chức muốn sao? Mốt uống mình phải uống cái gì? Uống nước suối thôi. Ta uống nước suối được rồi, đừng uống gì hết đó. Giống như vậy chức mà uống nước ngọt thì chức phải mua chai nước biển, uống chai nước muối đồ á. Uống nước ngọt xong uống nước muối vô để cho hai cái điều hòa nó đỡ lại. Đúng rồi. Rồi giờ ngủ luôn gì chứ? Ngủ luôn không? Ủa sao hôm nay không nằm ở dưới đất mà nằm trên này vậy? Lạnh quá, hai cái giò cứng nhắc, lạnh nhắc. Lạnh giò vui chân không? Có lấy cái mền đắp em không? Mẹ lấy cái mền đắp em đi chứ. Đắp thêm 3 cái rồi, đắp 4 cái. Ừ. Ủa cái đôi dép của gì chứ cũng đem vô nhà để luôn nha mọi người. Đó, đôi dép của gì chứ nè. Đó, chứ đem vô đây để. Thôi đắp mền đi, kỹ kỹ đi. Thường á, người ta kêu gì chức á, cũng có người comment á, nói là kêu gì chức à, đừng có ngủ với gạch, không có tốt đâu, cái hơi gạch đó, đâu tốt đâu, nên nói gì chức quậy chứ không chịu. Mà giờ cuối cùng chứ cũng mới lên đây. Ủa gì chức sao lúc trước gì chứ không chịu lên giường này? Có mà. Có mà. Thôi thôi. Khi nào mệt mới không thấy mà nha, mày thấy mệt. Ừ. Không thấy mà thấy mệt. Có mà mà. Này chứ thấy mệt là không thấy mà nữa rồi. Ừ. Ôi con ngồi lên giường này có sao không? Sao? Nè nè. Gì? Nè. À không sao hả? Nãy giờ gì chức nằm ngủ có thấy gì không? Thấy gì không? Gì chức? Thấy. Thấy gì? Thấy hoàng hình bồ tát. Ừ, thấy được gì cũng tốt đó. Chức ngủ niệm Phật nhiều vô cho nó tốt. Rảnh thì niệm Phật đi, nói chung là mình niệm Phật được cái thì nói chung tâm mình nó khỏe, với cái đầu óc mình nó thoải mái, mình không có suy nghĩ nhiều. Tại vì mình tập trung vô niệm Phật thì đầu mình sẽ không có suy nghĩ nhiều, là mình không có lo. Không lo thì nói chung bệnh gì chức nó sẽ đỡ. Em! Gì? Đó, gì chức nè. Nhưng mình dứt, có thấy người ngoài hành tinh không? Ừ, dạo này có người ngoài hành tinh vô đây đó. Ừ, sắp xâm lấn trái đất rồi đó. Ừ, chức ở lại nha, có gì gặp người ngoài hành tinh. Nghe nói người ngoài hành tinh là có nhiều tiền đúng không? Cái mắt nó bự hơn cái đầu luôn vậy chứ. Đúng rồi. Mấy người đó in tiền như in cái gì luôn á. Người hành tinh có nhiều tiền lắm mấy chức. Mày chức đừng có đi theo người hành tinh nha. Kêu chức đi đừng có thấy có tiền này, kêu chức đi là chức đi nha. Đúng rồi, đi qua là có tiền án luôn á. Án gì cũng nổi. Thôi chức bệnh bệnh chứ cái độ cái máu của Vinh Hồ Kỳ Kỷ là vẫn không bỏ được. Ừ, máu giang hồ vẫn còn. Ừ, đụng là trụng rồi nha. Ủa cái đây có lạnh không chức?
lạnh à? Ủa sao chị chích lấy cái cài nằm lên cái đầu chi, nó không có để nằm lên gối được rồi, cài để đây được rồi, để đây nè. Sao ngủ vẫn bận cái bộ đồ này nữa gì chứ, bộ thích bộ đồ này lắm không? Đó, cái bộ đồ quyền thoại của gì chứ nè, biết bao nhiêu những cái gọi là đi tiểu đi toilet là nằm trên đây không, cái bộ áo quần này. Thế trước đi toilet thì trước đi trên này luôn không anh Trâm? Có đi ra nhà vệ sinh không? Không. Đi trên này luôn hả? Ủa chơi lớn vậy? Hồi đi đây đi bằng gì? Tạm đây luôn hả? Tạm đây luôn. Đi vô toilet, có đi vô toilet. Có đi mà đúng không? Có nói chung gì chứ là lỗ cai Phật mà. Nói chung con nó gán đi, khỏe màu khỏe đi, chuẩn bị đi Nha Trang nha. Ê, uống thuốc không? Ủa đúng rồi, nãy chiều giờ chắc có uống khúc tiểu đường của chị Liễu Nguyễn không? Sao bữa giờ không uống nữa? Sao uống đi, uống nó hạ đường nó hết nhất đau nhất à. Quên hả? Gì chắc quên uống hả? Chết mẹ quên rồi. Để uống đi. Uống cái đó nó giảm đường, nói chung gì chứ uống cái đó nhiều quá thì nói chung nó giảm được bớt làm chất đỡ mệt thôi. Uống đi, khúc đó uống tốt mà, khúc đó của nước ngoài đó. Đang cần đâu rồi. Uống mà vậy chứ không ăn cơm có uống được không, sợ nó có bị giặt không? Không. Cái hũ màu cam á Lâm. Ờ đúng rồi. Lấy viên đó, viên gì? Cái này không? Không, cái viên màu trắng là như cái đó màu trắng à. Lâm kéo cái hũ nó ra. Cái hũ là hũ màu cam. Cái hũ cam chắc có đẹp. À đúng rồi, nó cái hũ trong rồi Lâm. Cái nắp màu xanh. Ông bên đây. Ờ đúng, ông trên. Ờ à, đúng rồi. Nè, đây. Đó, này của chị chức của chị Liệu Nguyễn tặng chị chức nha. Mở ra lấy viên. Bây giờ người ta nói uống hũ luôn. Uống hũ là nó đỡ hơn. Người chức có nước không? Nè. Nước xuống rồi. Chức ngồi dậy uống đi chứ. Ngồi dậy. Thôi, nắm đại gia, đại ca quá. Có người bỏ nước, có người bỏ thuốc rồi uống. Để con dìu chức dậy. Tự đưa ra cái nắp, cái này chức. Đây là cái đằng ngoài nha. Đó. Nè. Uống viên đi. Nghe nói cái viên thuốc này uống vô cái là hết luôn á, khỏe luôn á. Đừng có suy nghĩ nhiều. Cái viên thuốc này là cực kỳ hiệu quả nha, uống cái hết luôn. Thôi thì ghê, trời ơi, đúng rồi. Uống đi mau tối khỏe thì mai bình thường lại ra quán chơi chứ. Đó. Tối gì? Ủa sao chứ không cắt màn hình điện thoại đi để điện thoại chờ chồng hả? Đâu? Cái điện thoại chứ kìa. Đâu? Đó, ở dưới nè. Chờ chồng gọi hả? Nó khùng, nó còn hồi qua hồi. Nước không? Mày đái ở đó mà. Rồi, để cho thằng sớm uống. Chứ ngủ đi, tụi con giờ xong tụi con về nha. Thôi, chứ giờ uống khúc xong rồi đó mọi người. Uống viên khúc tiểu. Ôi, nghe, chở đi vô nước biển nha. Mà tối nay mà không ổn thì báo gia đình, báo cho dì Muôn biết nha. Chứ đừng có cố gắng nằm, không có ổn đâu đó, không có cốt đâu đó. Cái gì nặng quá nó không qua, không có chở ngại kịp nó vô trọng, cái mệt quá thì báo. Cảm thấy mệt thì báo cho dì Muôn biết liền. Nè, điện thoại đây nè, mệt rồi gọi dì liền. Chứ đừng có cố gắng, nguy hiểm lắm. Đó, giờ cậu với Lâm cũng qua đây để cập nhật tình hình gì chứ. Mà cuối cùng giờ tình chức cũng sức khỏe cũng hơi yếu. Có thể mai chức là sẽ đi vô nước biển. Mong cho gì chức vô nước biển sẽ ổn lại như bình thường đi. Chứ giờ gì chức dạo này sức khỏe chức cũng đi chùa, mọi người cũng thấy rồi. Nói chung là xuống dốc lắm. Nói chung thời gian là sẽ lấy đi tất cả của mọi người. Vạn vật đều phải như vậy. Rồi, giờ tôi kết thúc clip ở đây nha mọi cả nhà. Chào mọi người nha. Thì Lâm sẽ cập nhật, Lâm với tôi sẽ cập nhật tình hình tiếp theo của dì Chức. Giờ để cho dì Chức nghỉ ngơi. Hồi đó dì Chức uống xong viên khúc là dì Chức là muốn ngủ rồi. Thôi để dì Chức ngủ nha. Thôi bye bye cả nhà nha. Còn Lâm kết thúc clip tại đây nha.
Rồi bye bye mọi người.